giờ nó chỉ nằm ạt trên cầu luôn rồi. Nó nhảy qua một cái là nằm ạt trên cầu luôn. Vì cho nó co lên này. Chân đã đang bình phục dần rồi nha. Chân đã bám cầu rất tốt rồi. Một cháu này là gốc bội, là khi mà bị sụp bậy, đã bị cái vợt bậy nó đập vào chân, vào cái gấp khớp gối chân và bị gãy, nên là bị tật cái chân đấy. Cái chân mà bị gãy đó thì nó rất yếu nha, nó rất yếu, nên là mình phải bổ sung để cho nó cứng cái chân lại. Bao giờ nó đồng hai chân rồi, rất là mừng anh em ạ. Tắm táp rất là sướng. Xin chào anh em nhé. Anh em vừa xem qua cái khúc video mà mình đã quay lại cái quá trình mà con chim của mình nó đã bị đau chân, nó đứng một chân và nó nằm bẹp trên cầu như vậy. Và sau một cái thời gian mình dưỡng cho nó và mình chữa thì bây giờ con chim của mình nó đã bay nhảy bám cầu rất tốt rồi, tắm táp trong lòng cũng rất là ok, chân coi như là đã phục hồi khỏe trở lại như bình thường. Mặc dù nó là một con chim bị tật chân và bị bể đầu gối khớp chân bẩm sinh, nhưng mà cái quá trình thi đấu của nó thì vẫn bình thường. Mà nó là cũng thuộc dạng là chân yếu nên là mình đã rất là dưỡng cho nó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho anh em cái cách làm sao để mình điều trị và dưỡng những cái con chim bị đau chân, tê chân, đúng một giò như con chim mình. Thì đầu tiên anh em lưu ý giúp mình, những con chim mà đã bị như vậy thì một là nó bị chấn thương gì đó, hai là nó bị thiếu canxi dẫn đến cho các khớp gối của nó bị cứng, bị đơ, nó dẫn đến đau và bám cầu không được. Bây giờ mình phục hồi và chữa trị nó như thế nào thì mình sẽ chia sẻ, Hiệp sẽ chia sẻ cho anh em. Đầu tiên anh em bị chim như vậy thì anh em lưu ý giúp mình thì nên trùm chim lại ở không gian yên tĩnh cho chim, và là không có nghe tiếng hót nó bay đấu trong lòng. Thứ hai nữa là không có đem ra phơi nắng, tại vì khi anh em đem con chim ra phơi nắng mở lồng ra, nó nghe tiếng nó sẽ bay nhảy trong lồng, nó sẽ tìm bản năng của nó sẽ tìm đấu. Thì khi con chim nó càng nhảy nhiều, càng vận động nhiều thì các cái khớp gối đau, các cái chấn thương của nó sẽ khó và lâu khỏi hơn. Nên chúng ta cần bỏ chim ở nơi yên tĩnh nha, hạn chế bay nhảy càng tốt. Đối với những cái con chim nhát, thì anh em lưu ý giúp mình, anh em nên sử dụng một cái lồng lực 6 hoặc 80, em nên bố trí rất nhiều cầu trong đó. Đầu này có thể bỏ 2-3 cái, đầu kia một cái. Mục đích là gì? Khi anh em cho thức ăn vào, cho đồ ăn vào thì anh em đứng đầu này, con chim anh em nó sẽ bay tới đầu kia và nó sẽ không bị hoảng như trong cái lồng nuôi. Khi mình thò tay vào, con chim nó sẽ bay tung tóe trong đó và nó sẽ càng bay nhiều thì cái gấp khớp, cái phần đau của nó càng bị nặng.
và rất là khó khỏi, nên là mình phải sử dụng tới cái lồng lực 80, như mình sử dụng cho con chim mình là cái lồng 80. Thì mình bố trí lồng này là hai cầu, thì thức ăn tất cả đều mình cho một đầu, còn một cầu đầu này mình bỏ đầu này. Mục đích là gì? Mục đích như này mình mới chia sẻ là khi mình cho đồ ăn vào thì con chim mình nó sẽ bay tới đầu cầu bên kia và nó sẽ không bị hoảng, thì nó sẽ đứng một chỗ bên đó. Thì trong cái quá trình điều trị thì mình luôn trùm áo lồng lại và mình để con chim mình nó yên yên tĩnh luôn, không có bay nhảy bay nhiếc hết trong đó. Thì nó càng đứng một chỗ, càng không bay nhảy thì cái khả năng phục hồi nó càng nhanh. Và chủ yếu thì trong cái quá trình điều trị chim bị khớp này thì mình cho ăn nhiều đạm tươi một xíu, cào cào cho ăn, và hoa quả cũng chăm bình thường thôi, nhưng mà không có đem ra phơi phiếc, không cho đấu thôi. Và mình đã sử dụng khoáng vitamin canxi mình trộn vào trong cám mình cho ăn. Khoáng và canxi nó sẽ giúp cái xương và cái chân của nó phục hồi nó rất là tốt. Thì tí nữa để mình sẽ gửi mình sẽ bỏ cái hình cái gói khoáng cho anh em bên trên để anh em biết được cái gói đó như thế nào. Thì anh em chỉ cần pha trộn tỷ lệ theo trên hướng dẫn bao bì, anh em cho nó ăn, cho nó ngày anh em cứ trùng nó vậy, thì một và hai ngày anh em mới đụng tới đó thôi. Còn lại anh em bỏ, khi mà anh bỏ đồ ăn đồ vào thì cứ bỏ vào cho nó dư dả chút xíu, thì hai ngày anh em mở ra anh em cho ăn nó kiểm tra một lần. Và chim vẫn tắm táp bình thường nhé, nó có đau chân nhưng anh em phải tắm táp cho nó bình thường. Khi mà mình cho nó qua tắm xong cái thì mình lại tắm xong mình cho ngược qua lại hong nóng đúng 5 phút, kéo lồng trùng lại treo lên liền, để cho nó mục đích là gì, để cho nó thật yên tĩnh, thật yên tĩnh. Thì khi nó đã ăn khoáng vitamin rồi canxi rồi vô thì cái quá trình đó nó sẽ giúp con chim mình nó cứng cáp và nó phục hồi lại, và từ từ nó sẽ khỏi đau chân thôi. Đó là cái trường hợp mà bị thiếu chất này nọ đấy. Còn đối với trường hợp mà bị chấn thương ấy thì anh em tốt nhất là nên dưỡng nó, không cho nó bay nhảy thì một thời gian. Đối với cái trường hợp mà bị ví dụ như là bị kẹt chân vào nan hay bị cái gì đó thì từ từ nó cái vết thương nó hết đau thì nó sẽ khỏi, chứ không cần phải chữa trị gì cả. Nhưng mà đối với trường hợp mà như con chim của mình đây là nó bị thiếu cái chất làm cho cái khớp của nó cứng, hoặc là anh em có thể nhìn thấy được cái khớp chân của nó sưng lên, mình đã bắt ra và mình đã thấy cái khớp chân nó sưng lên, thì vì cái khớp chân sưng lên nên nó mới không bay nhảy như vậy. Thì anh em có thể áp dụng được cái phương pháp này để trị cho con chim mình. Thì giống như con này thì mình đã mất tầm 10 ngày để mình nó có thể trở lại được bình thường như này. Còn tùy theo cơ địa và tùy theo cái chăm của anh em thì nó nhanh hay chậm là khác nhau, chứ không phải là cứ như mình là 10 ngày. Nên là chúc anh em là luôn là điều trị được con chim của mình mau sớm bình phục để trở lại thi đấu. Cảm ơn anh em đã xem cái video này và chúc anh em nhiều sức khỏe. Anh em thấy hợp lý hay hữu ích cho cái quá trình chăm chim của anh em thì anh em nhớ đăng ký kênh này để xem những video tiếp theo mà mình sẽ chia sẻ cho anh em. Đây là chia sẻ bằng sự chia sẻ đam mê, chứ không phải là anh đừng anh em đừng có nghĩ là tại vì là mình bán cái gói khoáng này mà mình mới chia sẻ cho anh em nha. Từ xưa giờ không bán cái gì cũng chia sẻ, chứ không phải là cứ bán mới chia sẻ. Hoặc anh em không có thử dùng cái khoáng này cái xe của mình thì anh em cũng có thể lên mạng tìm mua những cái bàn bên chuyên bán về khoáng vitamin đồ bên chim cần, anh em có thể mua chỗ khác, không nhất thiết phải mua ở bên mình. Mình không quan trọng anh em mua ở đâu, nhưng quan trọng nhất là anh em phải chữa khỏi con chim của anh em, để con chim của anh em nó được trở lại mạnh khỏe là ok rồi. Chào anh em.